Hàng triệu thuê bao sẽ bị khóa liên lạc từ ngày 31 tháng 3. Theo thông tin từ Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ ngày 31 tháng 3, các thuê bao có thông tin chưa chuẩn, không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa một chiều. Và những ai cần phải đồng bộ thông tin thuê bao di động với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư? Thứ nhất là những thuê bao có thông tin cá nhân đăng ký với nhà mạng chưa trùng khớp với thông tin cá nhân lưu trữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và thứ hai là những thuê bao nhận được tin nhắn thông báo từ nhà mạng về việc cần đồng bộ lại thông tin thuê bao. Việc chuẩn hóa thuê bao sẽ được thực hiện như sau. Từ ngày 15 tháng 3, nhà mạng sẽ gửi tin nhắn liên tục trong ít nhất là 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần để yêu cầu thuê bao cập nhật dữ liệu. Thuê bao sẽ bị khóa liên lạc nếu không thực hiện sau 15 ngày nhận thông báo. Khóa 2 chiều nếu không thực hiện sau 15 ngày tiếp theo. 30 ngày sau đó, thuê bao không cập nhật sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Như vậy, thuê bao cá nhân và cả thuê bao doanh nghiệp cần phải kiểm tra thông tin của mình đã được chuẩn hóa hay chưa bằng cách tra cứu theo cú pháp chuẩn, tra cứu trên các trang web hoặc tra cứu trên app tương ứng với từng nhà mạng hoặc tra cứu thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, người dân hay doanh nghiệp cũng có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao. Lưu ý, đối với trẻ em dưới 14 tuổi chưa có căn cước công dân thì việc chuẩn hóa thông tin thuê bao có thể thực hiện qua cha mẹ hoặc người giám hộ.